vừa rồi thì chúng ta nhìn thấy bóng vào phía trái tay của Skupski. Tuyệt vời! Tuyệt vời với điểm vừa rồi dành cho liên tiếp là hai cú smart. Những tình huống bắn lưới. Không thể tin được là lần này thì Alexander Zverev đã có một như trong set 1 khi anh dẫn trước tới 2 break. Bỏ nhỏ quá xuất sắc của Dani Medvedev.
Không còn cơ hội cho Daniil Medvedev. Cú đánh tiếp cận của Zverev là chưa. Tình huống vô lê. Và ngay lập tức thì Daniil Medvedev cơ hội giành break point tiếp theo cho Daniil Sinner để cho đối phương vẫn dẫn trước 5-2. Trận đấu thứ hai cũng sẽ ở rất xa tầm với của Novak Djokovic. Xuất sắc. Cơ hội để chơi mạo hiểm hơn một chút. Anh đã có rất nhiều lợi thế trong trận đấu. Rất hay, đó là một cú thuận tay chéo sân xuất sắc đến từ Novak Djokovic. Đó là cú lốp bóng thành công của Novak Djokovic. Quá hay! Pha phòng ngự xuất sắc và sau đó là một tình huống di chuyển đầy ấn tượng của Sinner để có thể ghi được điểm ở pha bóng vừa rồi. Đó là thứ tennis mà người ta mong chờ được Yannick Sinner. Một tình huống chơi tất tay của Yannick Sinner với pha running forehand, và sau đó là một tình huống cứu cú vô lê của đối phương tuyệt vời. Đó là những điều mà Yannick Sinner đã thể hiện trong hai set đầu tiên của trận đấu. Pha bỏ nhỏ rất hay đến từ Novak Djokovic. Rất hay. Bỏ nhỏ ngược lại phần sân của Novak Djokovic. Tình huống xử lý khéo léo của Yannick Sinner. Đó là một cú đánh bắt buộc phải có được chất lượng như vậy thì mới có thể đánh bại được Novak Djokovic. Và chơi mặt phượt với toàn bộ mặt phượt đã hướng sang phía góc chéo sân. Chuẩn bị rất kỹ càng của Yannick Sinner cho cú đánh này và anh đã thành công. Quá hay! Một tình huống mà Djokovic quyết định bỏ nhỏ, nhưng Sinner đã phán đoán được ý đồ. Yannick Sinner đã không cứu thành công cú bỏ nhỏ này của Nole. Và đó là chiến thắng dành cho Yannick Sinner.